Nhằm đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động tại Việt Nam, thương hiệu ngôi sao ba cánh đã tổ chức tuần lễ thời trang Mercedes-Benz Fashion Week lần đầu tiên với chủ đề 20 năm xe và sao tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 2015 tại Trung tâm Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, mở cửa tự do đón công chúng từ ngày 27 tháng 8 với 5 suất diễn mỗi ngày. Mercedes-Benz Fashion Week 2015 mang đến trải nghiệm thời trang hoàn toàn độc đáo, mới lạ cho người xem. Chương trình là sự phối hợp của ô tô, thời trang, vũ đạo và công nghệ trình diễn. Mercedes-Benz Việt Nam đã mang đến 20 sản phẩm với tổng giá trị hơn 90 tỷ đồng, tương đương 4 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, chiếc E-Class đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam vào 19 năm trước cũng được trưng bày tại sự kiện. Chiếc E-230 đã đi được 360.330 km, tương đương với khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng mà chưa hề gặp phải vấn đề kỹ thuật đáng kể nào. Sự bền bỉ này là một trong những lý do thuyết phục để khách hàng thêm tín nhiệm chiếc E-200 Edition E và E-400 vừa ra mắt với nhiều nâng cấp đáng giá và thiết thực. Các siêu phẩm khác của thương hiệu ngôi sao ba cánh như CLS 500 Formatic, S500 Formatic Cooper và đặc biệt Maybach S600 cũng góp mặt tại sự kiện. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Mercedes-Benz 2015, thương hiệu ngôi sao ba cánh đã giới thiệu tới công chúng chiếc xe đa dụng hạng sang V-Class, được hướng đến những gia đình cần một chiếc xe rộng rãi để đáp ứng tính đa dụng và các hoạt động ngoài trời. Đây cũng là một chiếc xe chuyên chở lý tưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như xe đưa đón cao cấp tại các khách sạn. V-Class hoàn toàn mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế thể hiện sự tinh tế và khéo léo, với phần đầu xe đầy lôi cuốn, lưới tản nhiệt dốc đứng và logo ngôi sao ba cánh nằm trang trọng ở chính giữa. Cùng với đó là cụm đèn trước full LED, thông minh được tạo dáng uyển chuyển quyến rũ. Thân xe được định hình bởi hai đường dập nổi kéo dài từ vòm bánh trước đến cụm đèn hậu. Sự phối hợp của một đường nổi và một đường chìm đã mang đến chiều sâu và sự năng động cho V-Class khi nhìn từ hai bên. Khoang nội thất của V-Class rộng rãi cho 7 người với các vật liệu cao cấp sang trọng như da, gỗ và kim loại đóng vai trò chủ đạo. Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống đèn viền bao quanh nội thất, có thể thay đổi 3 màu sắc đẹp mắt. Là một mẫu xe hạng sang, V-Class được trang bị những tiện nghi cao cấp như touchpad, điều khiển trên bệ trung tâm, đầu đập thẻ và anten cho hệ thống dẫn đường và định vị GPS, điều hòa tự động 3 vùng với cửa gió cho cả 3 hàng ghế. Hàng ghế thứ hai với hai ghế độc lập có thể xoay 180 độ, giúp hành khách thuận tiện hơn khi giao tiếp với những người bạn đồng hành. Cửa trượt hai bên hông cùng cửa hậu điều khiển, kính sau đóng mở độc lập với cửa hậu, giúp việc tiếp cận khoang hành lý rộng rãi của V-Class trở nên thuận tiện hơn, nhất là tại các không gian chật hẹp. Động cơ diesel 2.1 lít trên V220 CDI cung cấp công suất cực đại 163 mã lực tại vòng tua 3.800 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 380 Nm tại vòng tua 1.200 vòng 1 phút, mức tiêu thụ trung bình chỉ 5,7 lít cho 100 km, cùng với dung tích bình nhiên liệu 70 lít giúp chủ nhân của V220 CDI có thể đi được hành trình hơn 1.200 km. Ngoài ra, hệ thống lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ giúp người lái kiểm soát xe dễ dàng và có được những phản hồi chính xác. Hệ thống treo thích ứng Agility Control giúp chiếc xe luôn vận hành linh hoạt và nhanh nhẹn trước những thay đổi liên tục của mặt đường. V220 CDI được trang bị đến 10 túi khí an toàn, camera lùi và hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist. V220 CDI sở hữu hệ thống Crosswise Assist giúp thân xe cân bằng và vững chãi hơn trước những cung đường biển nhiều gió. V-Class dành cho những ai mong muốn một chiếc xe rộng rãi, đa dụng, đồng thời sở hữu thiết kế trang nhã, tiện nghi bậc nhất và độ an toàn cao.